Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bon Academy ha. Mình là Cường Ca, photographer. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau xử lý một cái tấm ảnh chụp ở biển này ha. Mặc dù tấm này chụp ở biển nhưng mà mình để người mẫu ngồi trên một cái tảng đá, phía sau cũng là cái đá luôn cho nên không thấy biển đâu ha. Rồi chúng ta sẽ chỉnh tấm này. Đây là ảnh gốc này ha. Và đây sẽ là ảnh xử lý xong sẽ như thế này. Mình vừa chỉnh da nè, bóp eo nè, rồi chỉnh màu sắc cho nó ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xóa cái layer retouch này đi, rồi để chúng ta bắt đầu làm trên cái layer gốc này ha. Nhấn chuột phải ở đây, chọn duplicate layer, đặt tên nó là retouch ha. Rồi hôm nay mình sẽ sử dụng cái công cụ healing brush tool này ha, để chúng ta chỉnh da. Mọi người thì coi kênh của mình thì đã biết được cái chức năng của công cụ này nó là gì rồi nhé. Mình đã giải thích nhiều lần rồi cho nên là mình không có giải thích lại công cụ này nữa. Mà mọi người coi mình chỉnh một số cái vùng da để tham khảo nhé. Cái vùng da nào mà mình thấy nó chưa đẹp, thấy nó chưa ý thì mình chỉnh ha. Đối với phần mặt thì mình thường zoom lên 200% chỗ này này. Đó. Để mà zoom cái ảnh lên á, thì mọi người một tay á, là nhấn phím Ctrl, một tay nhấn phím cộng thì là zoom to ra đó. Còn nếu mà nhấn phím Ctrl mà một tay nhấn phím trừ thì là nó thu nhỏ lại ha. Đó. Thì đối với máy móc á, thì là phím Command nha. Đây mình ghi đây cho mọi người coi luôn nha. Cho đỡ ấy. Ctrl với lại dấu cộng, tức là phóng to ảnh. Ha. Rồi Ctrl với dấu trừ thì nghĩa là thu nhỏ ảnh ha. Đối với máy móc thì phím này sẽ thay bằng phím Command nhé. Rồi mình xóa này đi. Rồi ta tiếp tục chỉnh da. Mình thường chỉnh những cái vùng đen mụn, những vùng da thâm. Còn thường mụn ruồi thì mình ít khi mình xóa ha. Trừ khi nào cái mụn nó xấu hay nó nằm ở những chỗ mà không được đẹp lắm thì mình mới xóa, chứ còn mụn ruồi thì thường mình sẽ xóa. Mình giữ như tới cái mụn này là mình sẽ để ha. Tại vì cái mụn ruồi nó là đặc điểm nhận dạng của người mẫu mà, chúng ta không nên xóa. Và khi chụp cho khách hàng cũng vậy. Thì mình không nên xóa trừ khi khách hàng yêu cầu ha. Đấy là cái quan điểm của mình và cách mà bên mình làm việc với khách hàng. Còn cũng có nhiều bạn thì xóa thì cái đó cũng không có vấn đề gì, miễn khách hàng ok là được nhé. Vài cái mụn nhỏ nhỏ này chúng ta xóa kỹ tí thì nó sẽ hết ha. Nếu mà xóa mà không ưng á thì mọi người nhấn phím Ctrl cộng với phím Z ha, để chúng ta undo lại, chúng ta làm xóa lại. Tại không phải cái lúc nào chúng ta xóa nó cũng đẹp, nó cũng được ưng ý hết. Nên lâu lâu có những cái mà xóa mà nó không ưng ý thì chúng ta Ctrl Z để undo rồi chúng ta xóa lại nhé. Xử lý da là cần phải tinh tế ha. Tránh mà xử lý xong nhìn xấu hơn ban đầu thì tiêu ha. Các bạn lát nữa các bạn vô ở bên dưới cái phần mô tả cái video này, nó có cái link để download cái file này về máy thực hành nha các bạn. Rồi mình làm sơ sơ như vậy thôi nha. Rồi tiếp theo nữa mình vô filter này, chọn liquify này để mình chỉnh eo một tí xíu nữa.
Ok, cái má, gò má chút cho nó thon. Rồi, ok. Nhấn phím ok nha, à nhấn nút ok nha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình mới chỉnh màu cho nó nè. Thì đầu tiên là mình sẽ vô cái kênh Hue Saturation này ha. Mục đích á, là mình muốn tại cái này này, cái áo là có cái màu màu xanh cyan này. Mình muốn tại cái áo cái màu nó hơi nhạt. Mình muốn đẩy cái màu cyan này lên một chút để cho nó tươi hơn tí ha. Kéo saturation qua phải. Đó, tầm như đây. Đó, cái màu áo nó đậm hơn chút ha. Rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ chỉnh cái kênh blue, tại vì trên đây cũng có cái màu blue luôn ha. Blue nè, đó. Tăng cái màu blue lên đậm hơn chút nữa. Đó, tăng coi này. Trước sau mọi người thấy cái áo nó màu nó đậm hơn ha. Để cho nó nổi bật lên chút, tại nãy nó màu nó hơi nhạt ha. Rồi. Tiếp theo nữa ta nhấn tổ hợp 4 phím Ctrl Alt Shift E đó để tạo ra cái layer này ha. Layer này thì mình sẽ vô filter, vô camera raw để mình chỉnh màu và chỉnh ánh sáng, chỉnh độ tương phản ở trong này luôn nhé. Rồi việc đầu tiên là mình sẽ cân cái ánh sáng lại một chút, cái vùng vùng highlight hơi sáng mình giảm một tí. Đó, cái white này cũng là chỉnh sáng này, mình giảm cái màu sáng, vùng sáng một tí ha. Đó. Rồi tiếp theo đó mình sẽ tăng cái vùng tối lên. Tăng cái vùng tối lên để cho nó đỡ mất chi tiết ở cái vùng tối, nhất là mấy cái vùng vùng tóc á nhé, vùng tóc ha. Mình tăng nó lên. Đó. Rồi. Mọi người coi này. Trước sau đã thấy nó cần ánh sáng đều ha. Đương nhiên nó hơi chỉnh như vậy thì nó sẽ bị mất cái contrast của ảnh ha. Không sao, mình sẽ vô cái cơ này này để mình sẽ lấy contrast ở trong này sau ha. Rồi thì ở đây á, bình thường là chúng ta sẽ chỉnh sáng tối, chỉnh chung cho ba cái kênh màu là RGB, tức là red green blue, tức ba kênh màu đỏ xanh lá cây và xanh da trời. Nhưng mà cái tấm này á, mình sẽ chỉnh từng kênh một luôn, tại vì mình muốn cho cái màu nó rực rỡ hơn ha. Mình chọn kênh red mình chỉnh trước này, thì đầu tiên mình cố định đây, cố định điểm giữa đấy, rồi chúng ta đẩy lên cho nó đỏ một chút. Rồi. Mọi người thấy ám đỏ lên nhiều không? Đừng lo nha, để chúng ta chỉnh cả ba kênh thì nó sẽ cân bằng lại thôi ha. Kênh green nè. Đó. Đấy thì bây giờ cái ảnh này nó được ám cái màu green với màu 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 red này ha, nó ám một cái sắc nâu nâu vàng vàng này ha. Giờ mình sẽ chỉnh kênh blue nữa, thì cả ba kênh đều chỉnh nó sẽ màu nó sẽ cân bằng lại. Chỉnh blue này đó. Đó, mọi người coi nha, mình bấm này trước nè, sau này. Mọi người thấy màu sắc nó rực rỡ hơn, nó đẹp hơn nữa không? Đó. Rồi. Sau cái này thì mình sẽ qua bên đây. Mình sẽ dùng cái tấm ảnh này lên 100%. Mình muốn cho cái mặt nó nét hơn chút nữa, mình sẽ tăng này lên chút đi, lên 15 cho nó nét hơn chút. Rồi. Cái nhỏ lại. 15 hơn nhiều, 10 đây. Tăng nét một tí ha. Rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ qua cái kênh này HSL này nha, mọi người vô cái phần saturation này này. Mục đích của mình ấy là cái phần da mặt này ấy, nãy mình chỉnh thì nó giờ nó chuyển qua cái sắc cam nó hơi bị nhiều, nên mình muốn giảm cái màu cam này tí, da mặt nó bớt đỏ đi chút ha. Đó, mình giảm đi một chút để da mặt nó thấy trắng rồi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo qua cái công cụ này là speed toning ha. Mình muốn ám một cái màu xanh lên cái phần highlight một chút. Chọn mã 170 nhé. Với cái độ saturation là 5. Đó, để cho cái màu nó lạnh hơn tí, nó đừng có đỏ quá nhé. Rồi, cái công cụ cuối cùng là mọi người nhấn vào này này. Calibration này ha. Mình muốn cho cái màu ảnh này nó rực rỡ màu hơn tí. Nãy giờ nó hơi hơi nhạt màu. Mình tăng này lên.
Đó, rồi, ok nha. Mọi người coi nè, trước khi chỉnh camera raw này, sau khi chỉnh này đã thấy màu nó rực rỡ, nó đẹp hơn không? Đúng không? Đó. Rồi. Bây giờ nhưng mà nó mình có cảm giác nó hơi mạnh quá thì mình giảm opacity xuống cho nó một chút. Nó hơi mạnh quá ha. 60 là được nhé. Rồi. Tiếp theo nữa, mình sẽ vô công cụ chỉnh độ tương phản và chỉnh sáng tối cho cái ảnh này. Mình tăng độ tương phản lên, tăng phân giải lên. Sáng có cần lên không? Sáng lên chút, không cần chỉnh sáng đâu, chỉnh độ tương phản là được rồi. Tăng độ tương phản lên tí, nãy giờ nó hơi đó. Rồi tiếp theo nữa, mình sẽ tạo một cái layer này, nhấn vào đây này, tạo chọn layer là level nha, mình không chỉnh gì hết. Mình có tạo cái layer trống luôn, mục đích á, là để mọi người nhấn vào đây nè, cái mũi tên này nè, hiện tại nó đang là chế độ mà normal này ha, mình nhấn vào đây để nó hiện này ra, thì các bạn chọn cho mình cái supply đó, supply đấy, mình tắt đây này đó. Cái supply, nhiệm vụ của supply nó làm cho cái ảnh này nó tương phản, nó rực rỡ hơn ha, này, trước này sau này, mục đích của mình muốn làm cho ảnh này màu nó rực hơn chút này, trước sau này, nhưng mà nó nhiều quá thì mình giảm opacity xuống đến cái mức mà vừa phải thôi nha. Đó, mình để 16% thử coi. Trước này, sau rồi đó mình thấy nó tươi đó, nó chiều sâu rồi ha. Rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ chỉnh cái vùng da này nè, ở dưới cổ nó hơi tối này ha, chỗ này hơi tối, da mặt ok nhưng da vùng cổ hơi tối nè. Thì chúng ta sẽ nhấn vào đây, mình sẽ dùng công cụ curve để mình đẩy sáng lên đó. Khi mình đẩy sáng ở đây á, đẩy lên, đẩy cái giữa này lên này, thì mặc định là cả cái ảnh nó đều sáng hết. Thì mọi người nhớ chọn cái mặt nạ này nha, nhấn Ctrl Y để đảo ngược cái vùng chọn thành màu đen, và chúng ta sẽ tô chỉ cái những vùng nào cần sáng thì chúng ta mới tô thôi, thì vùng đó nó sẽ được sáng lên này, chúng ta tô lên này. Undo lại đi. Mình tô hơi hơi lố qua mấy vùng khác rồi, chỉ tô những vùng tối tối thôi nhé. Giảm xuống 50% thôi. Tô cái vùng tối, đừng tô vùng sáng nha, tại tô vùng sáng lại sáng hơn, mục đích là của mình chỉ muốn nó sáng hơn những vùng tối thôi mà ha. Mình kiểm tra coi đó, tô những này này. Rồi. Để mọi người coi nè, trước nè sau đó mọi người thấy cái vùng da nó sáng hơn không, mọi người có thể làm kỹ hơn, làm thêm cho nó sáng được đủ như ý thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi vô vô đây một chút, mình có cảm giác nó hơi hơi sáng, toàn ảnh hơi sáng, mình giảm sáng chút đi đó. Rồi mình sẽ vô cái thêm một chút nữa đi, thêm cái level này, tại vì mình thấy cái vùng tối ở tóc là hơi nhiều, mình đẩy nó lên 5 để cho nó có chi tiết vô đây ha. Rồi quay lại cái contrast này, mình tăng lên 10 đi. Ok. Rồi mọi người chọn cái này nè, với cái đến đây này ha, nhấn Ctrl G để chúng ta group lại. Đây là những cái layer mà chúng ta chỉnh màu rồi, chúng ta group lại đây ha. Rồi mọi người coi nè, trước sau ảnh nó ấn tượng hơn, nó trong hơn, màu sắc nó rực rỡ hơn ha. Rồi. Ok, xin chúc mọi người nhớ thực hành nha, nhớ download này, cái file này về thực hành, và nhớ like giúp mình cái video này nhé, để ủng hộ Bone Academy nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ha. Rồi, xin chào các bạn.